Xin chào cả nhà. Chào. Bữa nay đầu năm mấy anh em mình cũng xin chúc cả nhà có nhiều sức khỏe nha. Và làm ăn được nhiều thuận lợi và hạnh phúc nha. Rồi hôm nay tới anh. Chúc cả nhà phát tài phát lộc. Ngồi ghê cười. Em cũng biết rồi. Em cũng biết. Biết hết rồi hả? Biết hết. Cái này ông anh này ông anh cũng mình này, cũng anh ba luôn. Hôm nay hai tới hai cậu ba luôn. Hôm nay mấy anh em mình sẽ làm một cái món mà món lẩu nha. Là hồi đầu năm mình làm sai kêu đi. Sai kêu hả? Sai kêu đi. Đang cho thanh lọc cơ thể vậy. Đúng rồi. Chứ phần lâu quá không ăn loại ớt này, ớt này thấy thèm nè. Đó, xem. Ăn cái này đang thanh lọc cơ thể nè cho khỏe. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ bắt tay vô làm nha. Cái này ăn đầu năm mà ai cho ăn kỳ vậy. Ăn kiểu này là ăn cuối năm luôn á. Bây giờ mấy anh em bắt tay vô làm đi. Rồi. Rồi, anh chặt gà đi. Rồi làm gà nha. Bên đây em đặt cao. Em là em kết cái nón của anh rồi đó. Rồi mốt đặt cho team mình là mỗi người một cái luôn. Được à, chịu. Ở đây mình ăn là cái bè xanh. Đây là gà quá trời. Mồng tơi, mốt. Với cái này mới ngon nữa nè. Đó. Này tôm xanh không ha? Tôm, bữa nay tôm xanh nè. Có càng không? Coi có càng không vậy? Có anh nè. Nè có càng nè. To à. Bốn người phải làm cặp ha. Đúng rồi. Trời ơi mần con gà. Mần xong tiếc thấy ghê luôn. Vừa mới vô trứng. Ôi ôi. Đã. Gà vậy ăn mới ngon quá anh. Gà mái rồi hai con luôn nè, con này nữa nè. Đó. Trời ơi cái này còn ngon hơn con kia nữa. Trời ơi. Trường của nó. Đó, dừa nè. Cái đó chắc lát mắt quá. cái ngày đưa chồng mòn trước à. Cho em bé ăn trước không? Ưu tiên. Hôm nay em thấy em thương hai anh không? Biết Tết nhất rồi mấy anh nhậu nhiều à. Thôi hôm nay làm lẩu với lẩu với tôm. Cái món này là lát mà mình làm sao? Nãy giờ chưa nói. Cái này là gà nấu ớt hiểm. Mà nấu bằng muối ớt nha. Đây đó nè. Ớt nhà làm luôn. Cái này là làm sao anh? Bịt muối này nè. Sáng là anh rang khoảng chừng nửa tiếng á. Thì muối, ớt với dằn thêm nước tỏi với bột ngọt. Chỉ vậy thôi hả? Em cũng mới thấy là lạ nè. Được. Vậy là anh nấu là anh chỉ có bỏ muối này thôi chứ anh không có bỏ gia vị gì hết nhưng hả? Mà đặc biệt muối hột nha, xài muối hột à. Xài muối hột chứ muối bột nó mặn. Được. Để lát coi thử rồi học. Rồi gà cũng chặt xong rồi nha các bạn. Rồi nhào vô. Nhào xăng cho nó chắc. Bữa nay là làm sai kêu luôn nha. Sai kêu luôn.
tỏi với hành tím mình bỏ vô. Ủa, bộ mình phi mình muốn đem mắt kiến cho thấy được hả anh? Khói quá. Chút cắt bông rồi nha. Có luôn. Có. À, cái này là xu này là mình ấy về nè cho nó ra hết mũ. Gọt không dính tay. À bữa nay thấy gà này cũng ngon bộ. Rồi con Lý à. Gọt vừa là không có uống nha. Đêm yên mà ngoài đó hồi uống đi. Chưa khui mà. Ai biết đâu, tại vì nãy giờ không thấy lên tiếng. Chưa khui mài à. Có hai cái đó quá. Giờ đợi cho nó thơm lên cái mình mới bỏ gà vô xào. Săn nữa là. Thơm chưa? Trên gió sao biết. Thơm rồi đó, rồi bỏ gà vô. Để ý cái đùm ấy của nó rồi đó nha. Rồi bắt là không chịu đâu đó. Xào qua xào lại chút mất tiêu hả? Đó. Để canh lát không phải nói chuyện liên tục ngang ngưng là hiểu rồi đó. Dặn muối luôn. Mình là hấp dẫn nè. Ngon lành. Vậy rồi bắt đầu mình cho gì rồi vô nữa anh? Cái này mình xăng xong là mình cho hai trái dừa vô. Rồi xong mình thêm nước cho dừa ăn. Rồi có hai trái dừa luôn. Má quá, thằng Út còn lại nó nhằn đó. Làm gì thấy đầu ý. Đi chơi rồi. Rồi, cho vô luôn. Rồi xong hai trái dừa của con nhỏ luôn rồi. Rồi, cho thêm trái nữa luôn nha. Rồi, trái nữa luôn. Ấy. Nó ngọt. Rồi. Hai trái dừa này vừa. À. Được chưa? Ăn thêm trái nữa. Không, bây giờ cái này mình cho nước vô đi. Nước vô đi. Rồi, có nước luôn. Nhiều quá nó ngậy dữ lắm. Có gì nói nha. Rồi. Được chưa? Rồi, được rồi. Vậy là còn hai cái dừa này là của em phải không? Rồi, cho luôn á, thưởng luôn á. Ngon à, có lý. Đó hết bình luôn nha, chút khỏi chấm. Mặn. Rồi để sôi lên cái mình nêm trở lại nghe nè. Rồi sôi rồi nha các bạn. Giờ nêm đường vô. Mặn. Hả? Hết hũ đường không? Hồi đó vừa anh ăn gà nấu chè chưa? Hả? Ngon à, cái đó ngon à.
ngọt thấy không? Thấy hấp dẫn này. À, cũng chuẩn bị chín rồi đó, sôi lên cái nữa. Gà này chắc cũng lẹ mà. Lẹ. Gà có hai mấy. Gà tre nó lẹ chín lắm. Nó gà tre với gà nồi không khác, gà tre hơn á. Gà tre ngon hơn nhiều. Gà nồi đa số mình này để nấu cháo rồi á. Thôi thôi. Được rồi. Làm ngoài này chảy muốn chết đây nè. Hút hoài đi. Rồi vừa. Wow. Chín hết rồi. Thơm không? Thơm không? Được. Ôi. Rất ngay con gà tây. Wow. Đó. Bữa nay có cái mướp là thấy lạ vô á. Mướp non á ngọt, ngọt lắm. À. Ôi, nóng quá, nóng quá. À. Hơi lên đó. Rồi, được rồi, hết múc nữa. Còn chút để rau nữa. Ừ. Wow. Đã luôn. Rồi vô, chút thôi. Nãy điếm là như gần 400. Hả? Trời ơi. 400 trái hả? 400 trái. Hết luôn hả? Vừa hai lá mình múc thêm cái nữa bỏ vô. À, chừng vừa lại cái sao ha. Dạ. Mấy mình ăn chừng 200 thôi. 200 là có ăn hết không? Thôi bây giờ nặng chanh vô được không? Được. Lấy miếng lẩu. Này năm mới ăn mừng nha. À, qua Tết ăn mừng nha. Trời ơi, cái lẩu hấp dẫn quá. Ăn cá được không? Ăn cá được không đó? Có dừng ngày chút ở trong rau nó có mềm nó trong á. Ngay cái bụng đó là biết rồi. Cá không lẽ bỏ trong rau được. Rồi anh làm trước đi. Coi chừng tôm á, tôm nó chen vô đó nha. Tôm nó lủi đậu nó. Mày của em rồi nha. Còn miếng nước rồi. Quá hấp dẫn luôn. Nè. Làm trước đi. Tết mà nấu cái nồi này là thấy là hấp dẫn á, mà không mùi gì không biết sao đây. Mời cả nhà nha. Trời ơi, quá đã luôn. Quá đã luôn. Nhận thơm quá. Để ngồi thử đi, để em đi lấy nước thêm cho. Được, ngon. Nè, nè, em múc đi. Làm cục gà luôn rồi. Lúc mà anh xào á, xào xăng lại còn nấu vậy nữa, quá ngọt luôn, ngọt mà dai. Rồi mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Gặp gà tre nhà mình nuôi á. Nhà chứ mình nuôi cũng không có để cho nó già nữa. Vừa tại mình lại thấy hai cái buồng trứng á, còn mới à, chuẩn bị đẻ. Nước nó ngọt lên. Từ nó chạy kìa. Biết nó chạy dữ lắm rồi. Bún bún còn nhiều à. Lẹ tanh thủ. Bún với ớt còn nhiều. Bữa nay ngựa 1 ký hả? Ngựa 1 ký bún hả? Trời ngựa 1 ký hả? Đây coi giá. Hấp dẫn luôn.
ớt nó chưa có chín. Tại em mút vô nó dính vô luôn à. Thôi mời cả nhà luôn nha. Cái này mình vớt ra mớ nha, để vô muối ớt á. Bắt đầu dầm nó ra. Để cho nó chín. Cái nước nó vừa ăn, cái nó ra cái mùi của ớt hiểm à. Nó thơm thơm. Mà em chưa có ăn cái ớt, em chưa biết nó cay không. Không, đâu cay đâu. Không á, thiệt em ăn cái mùi y gan như trái ớt vậy đó. Thử nha, ngon không? Thử thì sao mắt chấp đi lẹ vậy? Ăn lần hai trái được. Ba trái không được phải không? Không. Ngon không? À, nhìn anh nè, thấy chưa, rau kèm ớt. Nãy sao có một cọng rau vậy? Rồi chấm với muối ớt. Vậy mới đã. Hành nó mềm ngon luôn. Anh thấy ngồi ngoài này ăn cái lẩu vậy rồi cái gió thổi mát nữa. Thiếu phải không? Gì thiếu thiếu cái gì á. Không mà ăn cái này ăn với ta ăn với cả trời cũng ngon ha. Em phải ăn chén nữa nha. Hả? Được. bữa nay người ký ăn thoải mái đi. Muối ớt ai làm nha, muối ớt ai làm ngon dữ vậy ta, không biết nữa. Thử nè coi chân không, bây giờ anh vậy phải không, em cắn vô, cắn mạnh không? Vô cắn mạnh vô. Rồi, giờ cắn là dính cái răng. Dính cái răng vô luôn, từ từ. Mướp nghe ông bà nói nó chín vậy phải không? Trong bóng vậy á, bắt đầu cầm lên. Cắn vô. Nó sướng. Mà để nó hơi hơi vậy nè, ngon. Đúng rồi. Mặn. Im ăn rất là phải im nha. Rau nhiều lắm. Cái này mình hồi nãy niêm á, lúc đầu mình thấy hơi nó hơi cứng cứng nha. Tại mình phải niêm cứng để bỏ rau vô rồi nó vừa ra dừa luôn á. Chứ mình niêm lạc quá là chút làm nhét nè. À, không, anh nấu vậy là ngon. Vừa ăn. Đẹp chưa? Hey. Chín đó mặn nữa. Em đi bún cho. Coi được rồi. Kế bên. Này. Đó. Hào quá. Hào quá. Mồi bén quá mà mời chú mà không có chai rượu vô chú kiện chết. Chứ gì nữa. Giác một cái một bao cà phê luôn. Đó mới là. Cái túi xanh á. Túi xanh bao. Ui về lẹ không cá lấy chú chết. Tính ra kinh mình cũng còn nhiều cá dữ hết rồi. Nhiều lắm, bắt đầu dễ gì hết nổi. Để bữa nào anh em mình đi tàn sát bữa nữa nha. Ừ. Mà phải canh nó hơi giật giật kìa. Không mà em phải ăn cá lô biển à. Phộng, tao chỉ con cá nào không ngon. Không, nhưng mà anh thấy lẩu gà ngon nhất à. Ngon, có gà trước mắt. Gác lên đừng có đè nha. Cắn đau. Gác được rồi. Gác còn nhúng. Chầm chầm lên thì mất lẩu rồi á. Thầy. Okay.
mạnh vô. Nói chung mấy nấu mấy nè, càng đơn giản càng ngon. Chỉ mấy cái củ này với mướp rồi vậy thôi à, không bỏ gì nhiều nữa. Lọc lọc bỏ vô nấu luôn. Ủa mà sao tôm không ăn vậy? Có chứ, tại nãy giờ nó nóng quá để cho nó nguội. Ăn hết này chắc truyền thái y luôn tới đúng không? Truyền thiệt à. Chấm này nè mọi. Làm cặp luôn. Giấu không dám lên tiếng luôn á. Chào chén em còn ớt ớt tôm không mà con. Ngon ngon á. Ừ. Hết một cái vô lần hai ba con không à. Nè. Đó, mặn. Đây cái này còn nó còn sống, lựa mấy trái chín ăn nó thơm. Đó. Còn đang nóng nữa. Ôi. Cái nồi đất thì thôi khỏi nói đi. Nóng suốt. Nó giữ nóng lâu lắm. Đúng. Bữa nay ăn được hả cô Mon? Thôi ngày mai mình làm cá đi. Vậy bữa nay phải ăn bù. Ăn bù á. Hủi mái nè, quá trời. Ngon. Bữa nay chỉ phần mấy ngày Tết thôi. Nhậu mà giờ húp cái nồi này nè. Giải cám luôn ha. Khỏe liền. Như là cái lá ớt non mình cũng nhúng ăn được á phải không anh? Bữa nay mình thiếu hay gì? Thiếu. Mà tại bữa nay biết sao? Tết á. Đâu dám vô nhà người ta bứt đâu. À, ta chửi. lấy lọc. Để qua mùng đi. Qua mùng. Còn bún anh? Ngon quá. Ủa đã không nhận ngon. Nước ngon ngọt. Để nó càng sắc luôn á. Nó càng ngọt. Thôi tới đây mấy anh em mình cũng xin kết thúc video đây nha. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Còn tôm quá trời không được. Cái này chào xong rồi mình ăn tiếp. Vậy hả? Được. Chào tạm biệt cả nhà nha. Và đừng quên chia sẻ ủng hộ anh em mình ra nhiều clip hay cho cả nhà xem.